Hello, em chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Thân Vương Đàn Tôn trọng sinh trở lại tập 4 và bà Linh Phun Bồ nằm như phòng mô tả nhé. Ba của tôi cũng ở đây sao? Tên thứ ba của cậu thì tôi không rõ, nhưng chỉ có mẹ của cậu ở đây thôi. Hoàn cảnh khó khăn bây giờ của cô Hài hình như cũng có liên quan tới ba của cậu. Từ quên sắp tới rồi. Chính là đây. Cảm giác nước và sương mù này, máu này, bà ấy là chính là cô Hai của tôi, cũng chính là mẹ của cậu. Cô Hai sao không chịu được nữa rồi. Nhưng năm nay bà ấy luôn bị nhốt ở đó, phải chịu đựng sự giày vò, đã yếu lắm rồi. Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cô Hai đã từng có thiên phú rất cao, du lịch ở các nơi. Chỉ là sau này quen biết với ba của cậu, hai người tình đầu ý hợp nên đã sinh ra cậu. Chuyện này đã dọc dẫn tới ông nội của cậu. Cuối cùng thì mẹ của cậu vẫn bị ông nội bắt về. Từ khi bị nhốt vào đây thì mỗi ngày cô Hai đều bị cực hình lôi đình đâm vào xương. Lúc nhỏ thì cô đối với tôi rất tốt. Tôi thường xuyên lén lút đến một vài đình đàn bảo vệ tại đây. Có lẽ cô Hai cũng đã không sống đến tận bây giờ. Lúc nhỏ tôi đã gây ra họa. Cô Hai là người đầu tiên đứng về phía tôi và giúp đỡ tôi. Đây cũng là chuyện tôi nên làm thôi. Cảm ơn cậu. Trước đây sau khi tu vi đại thành, mình cũng đã đi tìm kiếm qua tin tức của bà mẹ, nhưng cũng chỉ là không tìm được. Vì sau đó thì quay về cô nhi viện ở đó đã thành một khu bỏ hoang. Thì ra lúc này mẹ đã không ổn rồi. Trước đây đã bỏ qua, trang đây sự hối tiếc. Kiếp này mình nhất định sẽ bảo vệ họ. Để bảo vệ. Có lẽ cùng mày là kiếp này mình mạnh hơn trước rất nhiều, gây ra chú ý cho khu thị nhất. Nếu không thì rất khó có thể tìm được mẹ. Tôi muốn đem bỏ ý đi. Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Cậu nhất định là biết rõ hậu quả sau khi đem cô Hai đi. Khương gia sẽ báo thù điên cuồng. Khương gia muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Tôi đi chấp hết. Mẹ, cố gắng thơm một chút nữa. Con sẽ đến cứu mẹ đây. Không hổ danh là cường giả. Nhưng mà dựa vào cái này thì cũng không ngăn cản, muốn ngăn cản được tôi sao? Vẫn không được đâu. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ dẫn đến người đến đây. Mình vẫn nên chuồn trước thì hơn. Cô Hai à, cháu chỉ có thể làm được như vậy thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đông đất ư? Không lẽ tiểu tử mà thì nhất đưa tới làm đi chứ? Giờ còn mày, nếu như đến muộn một bước thì sẽ không gặp được nữa rồi. Miễn cưỡng thì có thể bảo vệ được. Cường già, tất cả thì chúng ta phải tính rõ ràng một chút rồi. Tỳ tử, thả cô ta ra. Muốn tìm cái chết. Xích hỏa kim cương. Người đây là Tư Hà, đây là đấng muốn làm cái gì? Tôi muốn đưa bà ấy đi. Ở đây là cường giả, người sống và cường giả của chúng ta. Đến đệ tử của cường giả bị thương, còn xem người đem người của cường giả đi, đó là chuyện không thể nào. Không được thì cũng phải được. Đây vẫn nên né ra xa thì tốt hơn. Mẹ, mẹ chờ con chút nha. Người nào muốn chặn, chốt.
Tỳ ngu dốt, bất tiên cực bình, liên cho ta. Người ngu sợ không phải là ta, mà là người. Chỉ dựa vào người mà cũng dám lên tới vị thường sao? Tên tiểu tử này rõ ràng chỉ có tu vi nghiền anh, lại có thể bộc phát ra uy năng địa tiên. Bất phương cấm thường, tiền lâm lại dân động ra thiên tiên hữu ảnh à. Khương Ngọc chắc này có chút mạnh, nhưng mà mình cũng không yếu. Ngon ngon vừa tay vừa trối đi. Từ Hàng để nụ lục lắm, để ta thử tầng thông mới mà tiên đế truyền. Thiên đế quyền, tiên nhân cũng chỉ có như vậy thôi sao? Hư ảnh này cũng là tiên nhân, nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Nói ra như vậy thì đánh vô chiêu đó thôi. Bát phương tiên độ, một không gian chân thật, một thế giới chân thật à? Đi. Ồ, đây là tiêu tử. Ngươi quá thực là có một vài thủ đoạn thần thông, là ta đã đánh giá thấp người, nhưng mà cũng chỉ có như vậy thôi. Đại thiên địa một phóng chân thật, dung liền thiên địa thành một lư, quả nhiên là thủ đoạn hay. Nhưng mà nếu như muốn dung liền ta thì sẽ khiến cho người thất vọng rồi. Hình thiên đại thần, xin hãy giúp ta một tí. Từ Hàng, núi cao còn có núi khác cao hơn, ngươi đừng có quá ngông cuồng đối diện với lực thiền tiền người chẳng là cái gì cả. Nát cái gì? Đây là sao cơ thể chứ? Người rút cuộc là yêu nghiệt nào? Đừng nói là tiên tàn khuyết, thần tiên hạ phàm thực sự, ta cũng giết không ta. Người chắc chết rồi. Phải nhanh chóng đem về chữa trị mới được. Qua đây rồi, chúng ta có nên ngăn hắn lại không? Người còn thấy đến ngay cả Khương Ngọc Sát cũng không ngăn được hắn, hay sao chứ? Ngươi khóc còn mắng mình nữa sao? Từ Hàng, ngươi muốn đem chị hai của ta đi đâu? Chị hai? Ngươi cũng xứng gọi bà ấy là chị à? Quả nhiên là Từ Hàng đã lấy được truyền thừa của thiên đế rồi. Nhưng mà hình mình cũng đã lấy được thiên đế kiếm linh rồi. Nhưng hắn không những lấy được truyền thừa của thiền đế, mà còn lấy được tình hòa của nhục thân đại thần hình thiền. Như vậy thì mới tốt. Chỉ dù chỉ có hắn là mới đủ lớn mạnh để bảo vệ được cô hai và đối diện với sự báo thù điên cuồng của Khương gia, nơi bớ quan của Khương gia. Phụ thân, không phải ta đã nói rồi không có chuyện gì liên quan trọng đại thì đừng có làm phiền ta bế quan rồi sao? Phụ thần, chị hai đã bị người khác đưa đi rồi. Đó là người ở cô nhi viện. Có gì đó sai sai? Ai đang ở chỗ kia? Ra ngoài đi. Sao phải trốn như vậy? Quả nhiên là nhạy cảm. Ngươi đi theo bao lâu rồi? Có mục đích gì? Ta muốn người ở trên lưng của người. Muốn chết? Tốc độ cũng nhanh thật. Tại vì sao người đi? Cái gì? Tiền pháp? Trả bởi lại cho ta. Có bản lĩnh thì tự cướp đi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Thở mấy của ta ra,
Ta đã nói lại lần nữa, muốn lấy lời mẹ của ngươi thì phải tự cướp về đi. Ngươi muốn chết? Đến lượt ta rồi. Nguy rồi. Ừ, có một vài phần tượng. Đó chính là toàn bộ thực lực của người sao? Tên này là ai vậy? Giai đoạn hiện tại lại mạnh như vậy, sao kiếp trước lại không có chút tin tức nào vậy chứ? Đáng ghét. Thở đoạn tương tự cho dù lùn mấy lần thì cũng như nhau thôi. Hình thiên phổ quyết. Đúng là cái chút thành thế đấy. Nhưng mà đối với ta thì vẫn chưa đủ. Đây là vũ trụ tinh không. Cái gì? Nói như thực lực của người chỉ có như vậy thì không thể nào đoạt lại bà ta từ trong tay của ta đâu. Nó ghét. Từ nhỏ mình đã ở cố như vậy, mình liều mạng tìm mẹ, lẽ nào kiếp này cũng thất bại sao? Xem ra bà ta rất quan trọng đối với người. Muốn lấy lại bà ta không phải là không được. Nhưng mà ta cần người thay ta làm một việc. Tên này rốt cuộc là muốn giở trò gì vậy? Nói đi. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm thấy nó thì sau đó đưa cho ta, ta có thể đưa bà ta cho ngươi. Cực hỏa thần ngục. Truyền thuyết nó là bà bối thần diệu đến tu luyện hỏa đạo. Kiếp trước đã nhìn thấy ở một vị thiền tôn nào đó. Lẽ nào hắn cũng muốn tu luyện hỏa đạo ư? Ta biết người cả chịu bài, nhưng cho dù người dùng thì cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Mà ta thì nhất định có thể đưa ngươi đi gặp mẹ. Vì thế ngươi chỉ có một con đường để đi, đồng ý với yêu cầu ta. Được, ta giúp ngươi tìm nó. Nhưng ngươi phải chăm sóc tốt cho mẹ của ta. Nhất định phải lập ra lời thờ thiền đạo. Nếu như làm trái thì chỉ còn tiếc bất cứ giá nào mà đồng quỳ vô tận vì người đâu. Được, ta lấy lời thờ của thiên đạo, ta sẽ không làm bà ta bị thương sức mẻ một chút nào. Đúng rồi, quên nói với người. Mẹ, kiếp này con tuyệt đối sẽ gặp lại mẹ. Hậu viện thành bắc. Lời lộc hòa, người có biết cực hóa thần ngọc hay không? Thì thối, ta vừa mới ăn xong linh quả mới ngủ được. Người muốn làm cái trò gì vậy hả? Là chuyện rất quan trọng. Lời lộc hòa, chuyện quà của cực hóa thần ngọc người có biết hay không? Cực hóa thần ngọc hình như là cái gì? Hình như ta vẫn chưa nghe nói đến. Ý dạ. Từ hả? Anh đưa anh đi Khương gia rồi sao? Chưa nghe nói thì chưa nghe nói thôi. Cái này có thể trách được tài sao chứ? Anh vừa mới đón mẹ về, nhưng là bị một người thần bí cướp đi rồi. Người thần bí? Tên tiểu tử Trần Hàng này đã đủ biến thái rồi. Còn có người nào biến thái hơn hắn nữa chứ? Bây giờ anh vẫn không thể nào đoán ra được thân phận của người đó. Hắn bắt anh phải dùng cực hỏa thần ngọc để đổi người. Dạ, tiểu tử cậu đến là đã hỏi thần ngọc cái gì gì đó rồi. Cực hỏa thần ngọc, hình như em đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Lật nhị, em biết thứ này không? Ký túc xá của Từ Hàng. À, em nhớ ra rồi. Lật nhị, cực hỏa thần châu ở đâu?
Em nghe thầy nhắc qua trong Dung Hỏa Thần Cốc có cơ hỏa thần châu. Dung Hỏa Thần Cốc à? Hình như kiếp trước là bí cảnh do chính phía chính phủ Trung Quốc nắm giữ. Nhưng mà đi vào Dung Hỏa Thần Cốc e rằng là phải cần thầy ra mặt viết thư mời mới được. Để chúng ta đi tìm viện trưởng. Tình đi tử từ hàng này chỉ thiệt thôi. Cái tên thần bí kia rốt cuộc là ai vậy ta? Đây, đó tại viện trưởng. Thì tớ, mặc dù không biết cậu cần cực hỏa thần ngọc này để làm cái gì, nhưng mà dung hỏa thần cốc đấy đầy nguy hiểm. Đặc biệt là vị trí tùng tầm của cực hỏa thần ngọc, đi đường phải cẩn thận. Dạ, là vì em biết rõ vị trí cụ thể của cực hỏa thần ngọc, em hãy đưa cậu ta đi đi. Dạ. Ngoài giới của dung hỏa thần cốc, từ hè chính là đây. Dung hỏa thần cốc lại ở nơi này, quả nhiên là chính phủ giấu không ít thủ đoạn bí mật. Đi chúng ta qua đó thôi. Phía trước chính là cấm địa, không phải nơi các người có thể vào. Mời về cho. Đây là giấy mời. Ừ, mời vào. Lời chúng ta vào thôi. Ừ. Ở đây là dung hỏa thần cốc à? Ừ, chúng ta đi. Không có danh là bi cảnh của chính phủ lại công chế nhiều quái vật như vậy, đúng là tốn sức rất nhiều mà. Giờ tìm miêu tả của thầy, có lẽ nguồn gốc của sông Dung Hỏa có lẽ gần ở đây. Tìm thấy rồi, ở đây. Ở đây có lẽ là nguồn gốc của sông Dung Hỏa mà thầy Hỏa đã nói tới. Vậy cơ hỏa thần ngọc có lẽ ở bên trên. Đi lên. Quả nhiên là đây. Là cơ hỏa thần ngọc. Năng lượng cơ hỏa thần tí như vậy, không có chính là cơ hỏa thần ngọc thay đổi hoàn. Có nó mày sẽ được cứu rồi. Không hay rồi. Nhân loại, người lại dám làm phiền ta tu hành, rồi muốn chết sao? Ta đến đây là vì thần ngọc, không muốn tranh đấu với người. Ai thì đúng là ngu xuẩn. Kẻ xâm phạm, chết. Xem ra là không hiền được rồi. Cố Dương Hoàng không? Diễn trình khả giáp. Thưa hai, em đến giúp anh đi. Không còn là gì à, để anh đối phó với nó. Dám xem thường ta. Đi. Đến đông lục lắm. Nhân loại ngu súng. Ba sáu mươi một. Tư hai. Cẩn thận. Bố hồng mộng chiến. Xế mày rồi. Để cho người nắm thử. Bố này có bốn đại gia đi. Giết. Tên này từ đâu chui ra thế? Lệ mạnh như vậy. Chuồng lẽ. Muốn chạy. Đối quả ý của ta có đồng ý gì chưa? Đem thần ngọc vào ra đây, nếu không đưa ra thì ta sử dụng biện pháp mạnh đấy. À, ta đưa mà ta đưa. Quả nhiên là đồ tốt. Bề ngồi nhìn nó có lửa bào bọc nhưng lại không nóng một chút nào. Thật sự là rất thú vị. Từ hàng đã lấy được đồ rồi, chúng ta nhanh chóng quay về cái bác gái tôi. Ừ. Bồi thường thứ này cho người đó. Ta tin nó có tác dụng đối với người, tuyệt đối không yếu hơn thần ngọc này đâu. Ta biết. Cái gì? Lấy nào đây chính là táo thần tử kiềm trong truyền thuyết ư? Tại núi Thường Ngô. Cơ hỏa thần ngọc mà người muốn ta đã đưa đến rồi. Người đưa đồ đi. Muốn lấy trước sao? Mời đi, mẹ của ta đâu rồi? Yên tâm, ở đây. Không gian di chuyển, quả nhiên là thủ đoạn lợi hại.
Trả, ngươi thì trả lại cho người đồ đâu? Đi. Quá nhiên là cực khó thần ngục. Mẹ, chứ tao về nhà thôi. Hà, ta chứ ngu một đề nghị. Sau khi quay về thì hãy kiểm tra cho thật kỹ cơ thể của bà ta. Nếu không chứ tới mấy ngày bà ta chắc chắn sẽ chết. Vườn trường Thành Bắc. Tại ký túc xá. Năng lượng màu đỏ này có lẽ là do người thần bí để lại. Còn về năng lượng đèn xem ra chính là uy hiếp mà người thần bí muốn nhắc nhở trong cơ thể của mẹ mình. Lên. Lại chỉ có thể ép ra được một chút như vậy thôi sao? Có chút kỳ lạ. Tán ra đi. Quả nhiên là bị người ta hạ cấm chế. Mẹ đã không sao rồi. Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi. Cấm chế màu đen này vừa nãy rốt cuộc là dài bố trí ta? Hương gia hay là thì tự à? Mẹ của cậu trông cũng đẹp với trẻ quá hà, không giống với tiểu tử cậu một chút nào cả hen. Người thật là mớ manh tầm mắt cho đầu tử. Giờ chết cũng giá trên người của mẹ ta. Thì tự à, bình tĩnh chút đi, ta chỉ đùa chút thôi mà. Chứ đùa thôi gì sao? Ấy á, tiểu tử cháy rồi, cháy rồi. Từ Hàng nghe nói bác gái. Từ Hàng à, hai người làm cái gì vậy? À, lần gì không làm gì cả. À, nguy hiểm quá. Tức là ấm máu đại gia chút nữa thì đã biến thành cái con mèo viên rồi. À. Ừ, bác gái sao rồi? Chỉ là bị hồn mê không sao cả. Từ Hàng, mẹ của anh cũng chính là mẹ của em, sau này em sẽ cùng anh chăm sóc bà ấy. Lật nhị. Ý. Ây da, cơm chó mà đến không kịp trở tay luôn á. Trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài đi dạo rồi Tư Hàng à. Nếu như mẹ không tỉnh lại, không thấy anh đâu. Không sao, anh đã nhờ Lục Ngô để cho nó chăm sóc rồi. Tư Hàng đi, em sẽ đi mua quần áo cho anh. Em chưa bao giờ thấy anh thay đồ. Chờ đã. Tại trong trung tâm thương mại. Bộ này nè không tiện đâu, anh thử đi. Tại phòng thử đồ. Quả nhiên là vẻ xấu từ đấy. Lần nhì anh cũng tặng em một bộ đồ này cho em thử nè. Có đẹp không? Lấy bộ này đi. Wow, lâu đài nhìn kìa, con em kia cũng xin đi chứ. Ở đâu? Lâu đài nhìn kìa, dung mạo body kìa tuyệt đối là cực phẩm đó nhờ. Đi, chúng ta đi tìm em ấy nói chuyện thôi. Đứng lại, em gái nhỏ à, em đúng là xin thật đấy. Cân thú đi với anh đi không? Thật là ngại quá, cô ấy không thích rồi. Tiểu tử, mày dám đánh người của tao sao? Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ nhỏ. Chứ nếu như còn không rời khỏi đi, thì đừng trách tại sao tay hạ ra tay ác độc nhỉ? Tiểu tử tốt, kiêu ngạo lắm đấy. Ủa, đây không phải là Lý Vũ sao? Hắn lại đang bắt nạt người khác ư? Nhìn cũng không giống lắm, không thấy là đánh cái tên đó ngã trên mặt đất ư? Lý Vũ ý thì nhận phận của bà hắn. Từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo. Lần này xem ra gặp phải khó khăn rồi. Chết đi cho ông. Nói như người cô chấp muốn tìm cái chết. Thế thì ta sẽ tình toàn cho người. Ngọc bội này cũng không tệ. Chưa tiệt, ngươi lại chọc điên tại sao? Thổ đủ. Tiểu tử không phải rất kiêu ngạo sao? Em gái, đi theo anh đi. Nếu như không thì anh sẽ giết chết tên tiểu tình lang của em đấy. Anh giận rồi đấy. Lì Vũ, mày ý ba mày là quan hành cấp cao chính ở kinh đô,
hơi ngang ngược rồi đó nha. Đúng vậy đó, ức hiếp người quá đáng mà. Sao? Người muốn đổi lấy công bằng sao? Đúng đến ta. Cho ngươi chết luôn đi. Mày hắn không dám đắc tội vì người à? Nhưng mà ta dám đi. Hả? Ngươi hết lần này tới lần khác, xem ra ngươi kiêu ngạo quen rồi hả? Hôm nay ta sẽ tìm cho ngươi dị dỗ người một chút nha. Ôi, ta không muốn chết. Từ Hàng à, hay là bỏ đi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Trừng phạt như vậy là đủ rồi. Giết người chỉ là mẫn ti ta mà thôi. Lần gì chúng ta đi thôi. Người này là ai vậy? Lấy giới dạng gì võ tên Lý Vũ này thơ thảm như vậy? Hai người kia có lẽ sập gặp xui xẻo rồi. Ừ? Con trai sao vậy? Bà giúp con điều tra hai người, con muốn giết bọn họ. Tại ký túc xá của Hồ Viện Thành Bắc. Thật không ngờ người thật sự đã bị đem đến cuồng gia. Đáng tiếc như vậy thì có tác dụng gì? Chỉ dễ dàng khiến ta đắc thủ mà thôi. Hôm nay nhân lệnh của ma chủ, mượn đồ của ngươi dùng một chút nhé. Chết đi. Cái gì? Á chà chà, Tử Miêu đại gia ta không có ở đây sao? Đây là cái thứ gì vậy? Thứ gì? Muốn chết. Thì từ ngốc, Tử Miêu đại gia ta dễ đối phó lắm sao? Thứ gì? Con muốn chửi ta? Na rồi. Đã ghét lại tao thù rồi, bỏ đi. Lần sau các người không may mắn như vậy đâu. Đến thì đã đến rồi, cũng ở lại làm ly nước chưa? Nguy rồi, chết tiệt mà. Sao bọn hắn lại đột nhiên quay về rồi? Muốn không về, sớm không về. Liệu thôi. Đúng là mấy trò vật vãnh. Tiểu tử, thì ra ngươi đã ở đây chờ ta sao? Cơ hội tốt. Đây là cái gì vậy? Tư Hàng. Ủa, đây là cái gì? Quả thực là rất có tác dụng. Chỉ có điều người quá ngu xuẩn rồi. Có gì đó sai sai. Từ Hàng tên đó chết rồi. Ui, xảy ra chuyện gì vậy? Có người bây giờ lợi hại như vậy sao? Tìm thấy rồi, thì ra là mày ở đây à? Ui, bị phát hiện rồi. Xem ra ngươi chỉ có kiều biến thành ếch mà thôi ha. Nếu như chưa chết, thế thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giữ lời cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi sống giữa chết giữa. Nói, ai sẽ khiến ngươi? Thân là đệ nhân mà tướng của ma chủ đại nhân, đương nhiên là sẽ không phản bội ma chủ đại nhân. Ma chủ lấy là bọn họ à? Nói cho ta biết tên của hắn. Ta trung thành với á đại nhân, sẽ không nói cho ngươi biết đâu. À, hình như em đã nghe thấy thầy nhắc qua cái tên này rồi. Hình như là cái tên của hỗn độn ma chủ gì đó. Nghe rồi, lại vô tình á nói ra luôn rồi. Ra ta đã bố trí một cấm chế trong cơ thể của ngươi rồi đó. Chỉ cần ngươi thay ta làm việc thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chỉ còn ngươi dám phản bội ta thôi thì ngươi sẽ đau hơn lúc nãy gấp một lần.
Ôi đúng là ác từ đấy, rốt cuộc là ai mới là ma đi chứ? Nó đi tại sao lại muốn giết chết mẹ ta? Ta còn biết má chủ đề nhòn cho má ta nghĩ cách giết bà ta. Ta vốn là dĩ muốn đi đến cường già, nhưng mà nghe được người đã đưa bà ta đến đây rồi, vì thế má chủ bắt ta. Hỗn độn, mà chủ tại sao lại muốn giết mẹ của mình? Trước đây cấm chết trong bức thử của mẹ mình có phải có liên quan tới hắn hay không? Mà á, má chủ trong miệng của người nói bây giờ hắn đang ở đâu? Má chủ đề nhờ hiện tại vẫn đang ở trong thành ám dạ, nhưng mà hắn chỉ đích thân đi về Côn Lôn một chuyến, mở phong ấn để đến hồi, để đến khi họ phục thờ một bước. Rất tốt, làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đại người. Rồi cũng có một ngày người có thể trở thành chủ nhân của thành ám dạ. Người thực sự chủ nhân duy nhất của thành ám dạ, mình cũng có được ngày này sao? Tại sao ta phải lừa một con ma sắp chết chưa? À, bà nhị tạ nguyện trung thành với ngài. Qua đi. Nào, bây giờ ngươi cứ làm như thế này nè. Đúng rồi, làm như thế kia, đúng đúng đúng. Ừ, hiểu rồi. Tiếp theo, ngươi biết nên làm thế nào rồi đúng không? Ừ, ta đi đây. Thì tử, ngươi nở ta một ân tình đó nha. Lão Lục cảm ơn. Từ Hà đến đây đi. Hình như bác gái sắp tỉnh lại rồi. Mẹ. Cậu là... tôi đang ở đâu? Mẹ, con là Từ Hà. Là Từ Hạng bị bá mẹ để lại thành phố Nam Đạo đi. Từ Hạng, con là Hạng Nhi. Mẹ là con. Ôi, mẹ xin lỗi con, là mẹ không chăm sóc tốt cho con. Hạng Nhi, mấy năm nay con sống thế nào vậy? Con sống rất tốt, mẹ nghe con nói. Con sống rất tốt thì mẹ cũng yên tâm rồi. Là mẹ có lỗi với con. Không sao, sau này mẹ, chúng ta mãi mãi không chia xa nữa. Đúng rồi mẹ, ba của con ở đâu? À, mẹ cũng không biết. Từ ngày hôm đó thì sau khi ông ấy tắm máu giết Cường già thì mẹ cũng chưa gặp lại cho con bao giờ. Giết Cường già sao? Hôm đó ta sẽ không đi cho con gái của mình gả cho một tộc hung hãn tích máu ở ngoài vực đồng 20 năm trước. Ta không đồng ý hôn sự của hai người. Con biết cách làm người của nấy, con chỉ gả cho nấy thôi. Thế thì con sẽ không phải là người của Cường già nữa. Đi, chúng ta đi. Tại thành phố Nam Đảo, ba mẹ của Từ Hà sau khi rời khỏi Cường già đã sống ở thành phố Nam Đảo. Cẩn thận. Không ngờ tộc ngồi vật ở trong truyền thuyết lại đến nơi này. Bác có Từ Hà biết mẹ từ bị thương, nhanh chóng đến đấu vị á. Nhìn cơ thể con người hình như có vấn đề. Giúp ma tộc ta, giúp chúng ta tìm phong ấn hồi phục linh khí. Chúng ta có thể dốc hết sức giúp ngươi giải quyết vấn đề, thậm chí là giúp ngươi phục hồi tu vi. Mơ mộng, ngươi đã làm gì với Hạo Nhi? Ta chỉ để lại một chút đồ rồng cơ thở của cô ta mà thôi. Người muốn tìm cái chết. Dựa vào trạng thái của người bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho ngươi thời gian để suy nghĩ đi. Thế là má của Từ Hàng bị thương nặng, quyết định đi tìm Khôn Gia giúp mẹ Từ chữa trị. Gửi Từ Hàng chứ chị hàng sớm chăm sóc. Hy vọng bọn họ cũng có chút tình thầm mâu mẫu. Bà, mẹ. Thế là bà Từ Hàng đến Cường già bị bọn họ làm khó đủ điều. Nó không còn là người của Cường già ta nữa. Muốn ta cứu nó trừ khi hai người kết đứt quan hệ. Hơn nữa, ngươi phải tự sát. Bà Từ nhìn mẹ Từ rất là khó đưa ra quyết định. Được. Đừng. Đúng là vô liêm sĩ, kinh tởm thật. Hỗn kiếp, uổng công cho ngươi làm cha. Năng lượng bạch bộc phát. Bà của con không nhìn được mẹ bị sỉ nhục nên đã đầy náo Cường già. Từ đó về sau đã bị mất, mẹ cũng bị nhốt ở Cường già. Nếu như không có sự giúp đỡ của mấy,
anh em thì có lẽ mẹ cũng không sống đến bây giờ. Khương già còn có cái bóng đèn gì nữa, mẹ có biết lai lịch của người bóng đèn gì không? Hình như tên là Á gì đó. Lẽ Á lý nào là chèm ra có thể là hắn rồi. Má chủ của hỗn độn 1 trong 12, má chủ của thành ám dạ. Hân Nhi, đây là bạn gái cháu là mẹ. Đây là Lạc Nhi, bạn gái của con. Xấu hổ quá đi. Lạc Nhi, cảm ơn con đã thầy bác chăm sóc cho Hàng Nhi. Bạn gái, đây là chuyện nên làm. Thật ra có nhiều lúc đều là từ Hàng chăm sóc cho cháu nữa. Ai sò, Lạc Y này cũng xem như là gặp phụ huynh lưng rồi. Ký túc xá đêm khuya đến rồi. Người dám ghi đồ xấu của mẹ ta, hôm nay chính là nghi chết của ngươi rồi. Ta đến núi Côn Lôn đêm khuya phóng món tầng thứ hai đã đến lúc phải giải phóng rồi. Lại Trù Tiền Tứ Kiếm Giết Nhân loại, ta không phải là phế vật ô trọc đầu. Lĩnh vực thú hỗn độn. Tìm thấy ngươi rồi. Thiên đế quyền, sức mạnh của thiên đế. Không may. Muốn đi? Muốn rồi. Do ngươi vừa phế vụ rọc kia cũng không có gì khác biệt. Không tin nào. Khi ngươi giết chết ô trục thì căn bản không mạnh như thế. Cho dù là người lấy được truyền thừa của tiền đế thì cũng không có nào có uy năng như thế. Người rốt cuộc có lấy lịch gì? Sắp chết tới nơi còn quan tâm lấy lịch của ta làm cái gì? Sau khi ngủ xuống, nếu cho ta cho ngươi xem thử ta và ô trục có khác biệt như thế nào. Không gian bị đứt ngang, thứ nghiên thành hư, hỗn độn bị hủy diệt. Không gian bị hủy diệt, khối phụ hỗn độn hồng mộng, đây chính là ác chủ bài mà người của người sao? Ta và má thần, cho dù không gian bị hủy diệt nhưng vẫn tới tận bất diệt. Nhưng mà thần sát sầu kiến của người chắc chắn sẽ phải chết. Câu nào cô nấy đều là sầu kiến, xem ra người vẫn chưa nhận ra hiện thực rồi. Kể hứa gì đi. Ba 371. Tại trọng lĩnh vượt quá. Ở đây là không lẽ nào là không gian hồng mộng nguyên thủy đi chưa? Ở trong không gian hồng mộng này, dù vào thân thống tạo hóa lưỡi của người cũng sẽ chết. Không hay rồi. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi cục đá cản đường này rồi. Tiếp theo chính là lúc đi dạy phòng ẩn thùy. Bị kiếm quang phía sau thu hút à? Chỉ là một không gian nhỏ bé mà cũng muốn ngăn ta sao? Ngươi đúng là ngông cuồng rồi đấy. Gì không thể nào? Sao ngươi có thể thoát khỏi không gian hồng mộng của ta được chứ? Không gì là không thể. Tương thủy tinh. Tương thủy tinh chỉ còn bị phá vỡ được đâu. Tỷ tử, người không làm gì được ta đâu. Thế sao? Má chú gà mờ. Tỷ tử, người muốn làm cái gì vậy? Có tốt đi. Đi, cái gì? Cái gì? Không. Không hổ danh là ma chủ. Chết rồi mà cũng để sót lại một mảnh vỡ linh thức. Người này, người có biết không? Ngươi là gì của bà ta? Bà ấy là mẹ của ta. Thì ra là như thế, chả trách ngươi lại mạnh như vậy. Trên người của người có chảy dòng máu của người đó. Người đó? Còn nữa tại sao là muốn ra tay với mẹ của ta? Hãy nói những gì ngươi biết ra đi. Mời đi tiểu tử. Ta không ngại nói cho ngươi biết, trong ma chủ của ta cũng sớm từ dưới đếm lên.
râu này sẽ có người báo thù cho ta. Mấy chủ hồn đồn này nói còn sai, mặc dù mình giết hắn cũng là chuyện dư thừa, nhưng mà đối đầu chính diện với mấy vị ma chủ mạnh nhất thì cũng phải tốn chút sức lực rồi. Xem ra phải tranh thủ tiến bộ thăng cấp tu vi rồi. Mẹ để cho con, mẹ vừa mới hồi phục nên nghỉ ngơi chút đi. Được rồi, cứ để cho mẹ làm trò nấu ăn cho con trai của mình. Mẹ đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Ừ. Lão đại à, vừa nãy tôi nhìn thấy ồ, vị này là giới thiệu với mọi người, đây là mẹ của tôi, Khương Kiết. Chào các cậu. Ôi, chào bác gái, cháu là Khương Khang Kháng, là tiểu đệ của con trai bác. Gọi cháu là Khang Kháng là được rồi. Bác có chuyện gì thì có thể tới tìm cháu, gọi đâu có đấy. Giờ con chừng là hài gì, đừng có để dâu mẹ tôi báo chị đấy. Tời này quá nhiên là có tài nên nọt thiệt đó chứ. À, bác gái, xin chào, cháu tên là Long Ngạo Thiện, là bạn của Từ Hàng. À, xin chào, bác rất vui vì Từ Hàng nhì là có những người bạn như các cháu. Khang Kháng à, vừa nãy cậu để nói cái gì vậy? Vừa nãy tôi nhìn thấy Khương Ngọc Sắc đem theo Khương Thị Nhất và một ông già hùng dữ đi vào phía viện trưởng rồi. Lão đại, nghe nói anh đi đánh cường già đầy náo, vì thế chúng tôi đã biết đến nó với anh. Nói không chừng cường già sẽ sử dụng thủ đoạn bị ổi gì đó, anh vẫn nên là cẩn thận một chút. Người đó không lẽ là hắn à? Nhiều nó như vậy rồi qua rồi mà hắn vẫn không chịu bỏ qua sao? Mẹ nói là yên tâm, tất cả đã có con lo rồi. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, con đi một chuyến đến chỗ viện trưởng rồi về ngay. Lão đại à, chúng tôi đi cùng với anh. Khương Đồng, tôi vẫn chưa tìm được ông, ông ngược lại tự chủ động tìm tới cửa rồi. Lạc Nhi, Từ Hà, nghe nói tộc trưởng của Khương gia đến học viện. Ừ, yên tâm đi, chúng ta đi xử lý ông ta. Xem ra lời đồn là thật rồi, học trưởng Từ Hàng quá thật là đến Khương gia mất mặt. Ừ, các kịch hay đã xem rồi. Ông già Khương già trước đó đến đây trông rất đáng sợ, học trưởng Từ Hàng sẽ không bị gì chứ? Lão đại, anh về dì dâu vào đi, tôi và Long Ngạo thì sẽ đứng ngồi đợi anh. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Ừ. Viện trưởng tới đến rồi. Người chính là Từ Hàng sao? Đại náo cường già còn đưa Khương Khiết đi. Chính là tại hạ. Tôi đang tìm người đi, người ngược lại tự mình đến đây rồi. Khoan đã, lão Trịnh Cường, ở đây dù sao cũng là học viện thành bác của tôi, không phải cường gia của người. Nếu như người dám làm loạn ở đây, đừng trách ta cục gạch khí. Viện trưởng à, đây là ngón dịch tôi và cường gia, hãy để bản thân chúng tôi giải quyết. À, nếu như cậu đã nói như vậy, được thôi. Có mấy viện trưởng, Khương gia, ta nói cho người biết, trên đời này không có đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh mà thôi. Thì tử, ngươi thúc lại lời vừa nói vừa nãy. Tốt lắm, ngóng cuồng đấy. Lớn nữa lão phù sẽ rút ra lục xương của người ngay tại chỗ này. Sau đó sẽ đề tin đưa tới nghiệt chướng Cường Kiếp phản bội vào môn kỳ đi. To rồi, hai tên này thì để đánh nhau rồi. Nghiệt chướng à? Người là cái thá gì chứ? Ngày đó người không giữ lại được phụ thân của ta, hôm nay người cũng không đánh bại được ta đâu. Tốt, dỗ cho một tên thì tử ngông cổ. Hôm nay lão phu sẽ cho người biết núi cao còn có núi cao hơn. Hoa lão đầu, mượn bất hữu thiền khùng của nhà ngươi dùng một chút. Lão Trịnh cô, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ui, không thấy đâu nữa rồi. Từ Hạt, ngươi phải cẩn thận đấy. Bất hữu thiền khùng, lão già Cường Đồng cũng có chút bàn linh đấy. Tiểu tử này thế mà lại có mấy phần đạo môn đấy. Chị chết đi tiểu tử. Thiền đỡ quyền. Không hay.
thần nông thuẫn. Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi lại để cho ngươi trưởng thành tới mức này, năm đó phải nên như có tận gốc. Này là âm thanh gì? Cái gì? Thôi không hay, thì tử lại dám làm hư thần nông thuẫn của ta. Nội tình của Khương gia ta sao có thể để cho một tên nhãi ranh như người suy đoán? Thế sao? Thế thì người để ta xem thử đi. Thần nông thuẫn giấy. Thì tử có thể đưa thần nông thuẫn nhốt lại là vinh hạnh của người đấy. Cái gì? Con tưởng là nội tình của Khương gia người mạnh cỡ nào, chẳng qua còn gì cả thế. Chết tiệt, bộ chiến đấu trong tay của tiểu tử kia đúng là chân bảo cấp cao. Hết cách rồi. Chu trảm, tháo trảm thiên địa, nhật nghiệt tinh thần khúc. Đây là phá tối hy vọng, tất cả hiện hình. Thần nông tàn phá, thần nông thị thì vẫn chưa chết sao? Khương gia quả nhiên không đơn giản mà. Thú gì? Thật là thú gì? Đến lúc phải kết thúc rồi. Giết. Thước thần nông. Dạ. Đi. Sao có thể chứ? Huyết mạch của súc sinh kia thật sự là đáng sợ như vậy rồi. Lão phu kính địch quá rồi. Bà cuối cùng con cũng đã trút giận cho bà rồi. Từ Hàng, anh nhất định là không sao. Chị dâu, yên tâm đi, lão đại xuất nhất định thì chứ còn thua cái lão già này đâu. Thì tự chú ý cách ăn nói của cậu. Hả? Sao con vội quá? Cái gì? Cậu mở đi. Tôi có hẹp hội với bạn buổi chưa? Cuối cùng đã kết thúc rồi. Vừa nói xong thì trên bầu trời đã truyền đến động tĩnh là phân thân của Thường Nồng bị đánh bại xuống rồi. Là hóa thần của phân thân. Xem ra mình không nhìn nhầm người rồi. Ông ấy là tồn tại để gửi gắm. Phụ thật không sao chứ? Kinh địch rồi. Từ Hàng, tôi đã nói lão đại là vô địch mà. Thì tử, cậu lại khiến tôi bất ngờ đấy. Từ Hàng, cậu thắng rồi, chúng ta đi. Từ Quỳnh, hôm nay chỉ thắng một đạo phần thần của ông nội. Khương gia không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi đi trước một bước chăm sóc cô hai một chút nhé. Một đạo phần thần sao? Chớ rất là yếu tới như vậy. Càng càng à, mấy người đi về trở đi. Tôi phải tìm viện trưởng để nói chuyện. Ok lão đại, chị dâu, Ngạo Thiên chúng ta về thôi. Cậu nói thần nồng vẫn đang ở trên thế giới này sao? Đạo tàn hồn trong cơ thể của Cường Nồng có lẽ là tàn hồn của thần nồng. Cường già quả nhiên là tầm sầu. Nói như viêm đế thần nồng còn có hình thức sinh mệnh đặc biệt ở trong thế giới này. Vậy thì ở hoàng đứa cười già có phải cũng giống như vậy? Viện trưởng. Được rồi tiểu tử, ngươi có thể cút rồi, ngày nào cũng gây phiền phức cho ta. Mẹ, con về rồi. Con không bị thương chứ? Mẹ yên tâm, con không sao. Đúng rồi, vừa nãy có người gửi thư tới. Thư à? Mộng Kha Nhi, Từ Hàng cảm ơn lần trước anh đã giúp đỡ. Ngày mai các bè tì trấn du thuyền, đã biết mời anh và bạn anh đến chơi. Từ Hàng không đến là không nỡ mặt tôi đấy. Từ Hàng và những người khác đến Ninh Thâm Cảng. Wow, khí thế thật đấy. Không hổ danh là Mộng Kha Nhi, mở cả cái bè tì cũng hào phóng như vậy. Từ Hàng, tôi ở đây.
Từ Hà, Lật Y, mọi người đến rồi sao? À, rảnh rỗi không có gì làm, thỉnh thoảng thì cũng ra ngoài chơi cũng không tệ. Mọi người lên du thuyền trước, lát nữa tôi sẽ đến. Tiểu Ồn đang chờ hỏi ở trên đó. Từ Hà, mọi người đã tới rồi. Đồ ăn và đồ uống đã có, mọi người không cần phải cạch quý, cứ tùy ý. Chị Tiểu Ồn bên này có người tìm. À, đến đây. Đây rồi, vậy chúng tôi không quay sáo nữa, chỉ có làm việc rồi đi. Không hồi dình là đại minh tình, phân duyên tốt thật đấy. Ngoại trừ thân phận minh tình của Khai Mộng Nhi, thì Mộng Gia cũng không tầm thường, còn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thương mại. Nếu như Khai Nhi tổ chức bạc ti, nếu như có mối quan hệ tốt với đồng Mộng Gia thì cũng có thể tới. Cảm ơn mọi người đã đến với tham gia bạc ti của mọi người, chơi vui ăn ngon nhé. Dưới núi của Cồn Lộn Cừ, trên A đã bị giết rồi. Tớ đã mất chủ lần đầu tiên giáng lầm. Kết dưới tứ phường lên hợp đạo hòa khai, phong ấn tán, linh khí hồi phục trung kỳ. Hồi phục đi, đến lúc đó thượng ma ta sẽ là chúa tể của tất cả. Linh khí đã tiến tới một bước phục hồi rồi. Đây là phong ấn của hợp đạo hòa đã bị phá rồi. Đường lui mà viện trưởng sắp xếp thất bại rồi. Tôi lại đột phá rồi. Bên cạnh bị nhốt lâu như vậy, tôi có thể tự phá luôn rồi. Hình như tôi cũng đột phá rồi nè. Khắp nơi đều có người đột phá. Mà chủ đại nhân thành công rồi. Phong ấn của hợp đạo hòa đã mở rồi. Bí cảnh trên biển cũng đã sắp mở rồi. Nghe đồn kịp trước linh khí hộ vụ trung cấp đã có người đi vào bí cảnh. Bây giờ xem ra là người của ma tộc rồi. Người của ma tộc à? Ồ, anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại không hiểu gì hết? Không hiểu. Đừng có giả vờ nữa. Tớ là ma tướng già đấu thứ ba, thuộc hạ có chủ ám già. Mà chủ đại nhân đã nói lần này phải hành sự kiên tốn. Nhưng mà nó như đã bị phát hiện rồi, thì ta sẽ giết người. Giết người của cá thuyền này. Vì là ma tộc, nhanh chạy thôi. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ui, không hay rồi. Tên này hình như rất mạnh. Ám giờ vô trưởng bất dĩ gia hành. Các người bảo vệ những người khác, ma này thì cứ giao cho ta ứng phó. Được, hiểu rồi. 379 Trù tiền tử kiếm. Đi đi. Sao ngươi lại kết thúc rồi sức mạnh này? Chỉ là nghiêng anh định phòng mà thôi, lại dám nói tặng cho tất cả mọi người, đúng là ngu xuẩn. Chờ tiệc cái tên ngu xuẩn giả đấu này, dần dần có má chỗ đại nhận hắn quên hết rồi à? Người cũng không thoát được đâu. À, người nói cái gì? Ta không phải là quái vật. Muốn đi vô. Từ Hà à, còn quái vật nào trốn nữa không? Yên tâm hết rồi. Ôi thế thì tốt. Người đó lại, quái vật mạnh như thế là dễ dàng giải quyết rồi. Nghe nói chỉ là bạn của Khả Nhi tiểu thư ở Hậu Viện Thành Bắc. Cậu không thấy hắn cũng đi theo Tần Lạc Y sao? Tiền đồ đúng là mở rộng. Làm phiền tiếp tục đi về phía trước. Từ Hà, chúng ta đi đâu vậy?
Ở gần vùng biển này có một bí cảnh, bên trong đó có rất nhiều đồ tốt. Mọi người nhìn xem, đó là cái gì? Đó chính là bí cảnh sao? Không sai, đây chính là bí cảnh. Trên đó ma tộc trốn ở trên thuyền, chính là vì đã bí cảnh này xuất hiện. Bây giờ bí cảnh là của chúng ta rồi. Đi, chúng ta đi thôi. Bí cảnh trên biển. Wow, ở đây đẹp thật đấy. Ở đây ngược lại không lớn. Lời nhì càng kháng, ngờ thì đi theo tôi. Một cây ngô đồng lớn thật đấy. Đây không phải là cây ngô đồng bình thường đâu, mà là cây phượng hoàng. Anh là đại à, nói như vậy thì ở đây thật sự có tồn tại của phượng hoàng sao? Chúng ta lại gọn xem thế nào. Dựa theo ký ức kiếp trước, có lẽ không còn phượng hoàng còn sống nữa rồi. Với các loại sao huyền được linh vật báo túy đang ra thì cũng xem như là xa xỉ. Còn biết có phượng hoàng nhỏ không? Có phượng hoàng liệt hỏa kiềm điện tứ ngọc tiền làng và hạ thú ô nghìn năm, đô tốt quả nhiên là không ít mà. Wow, đây là trứng phượng hoàng sao? Từ hạt nó chết rồi sao? Sống sinh mệnh yếu, đã không cớ được rồi. Đây là trứng phượng hoàng lại có phản ứng với huyết mạch của Lạc Nhi. Lẽ nào trong người của Lạc Nhi lại có máu của phượng hoàng? Quả nhiên. Ôi, nóng quá. Lạc Nhi, tính tiết của phượng hoàng đang dung hợp với cơ thể của em, phải cố chịu đựng, chỉ cần quá khỏi là được. Cô là chị dâu à, em tin chị làm được. Thành công rồi, sở hữu máu của phượng hoàng Lạc Nhi đối với thích ứng và không chết lửa tuyệt đối là không thua kém người khác. Không hổ danh là chị dâu, tôi biết chị dâu nhất định là thành công mà. Lạc Nhi à, cảm thấy thế nào rồi? Toàn thân được cảm thấy vô cùng thoải mái, tu vi đã tiến bộ lên không ít. Từ luyện thần hậu kỳ đột phá lên nguyên anh rồi. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Với thiên phú của em, sau khi tất tỉnh huyết mạch phượng hoàng thì càng lúc sẽ càng mạnh hơn. Chưa tiện cách tu luyện của tiền tộc, bây giờ là máu phượng hoàng. Kiếp này của Lạc Nhi khác biệt rất nhiều so với kiếp trước. Tất cả phía sau rốt cuộc là có âm mưu gì? Bỏ đi, nhất định thì kiếp này mình sẽ bảo vệ quả hí chú Toàn. Lão đại à, và chị dâu đều đột phá đến người anh rồi, nhưng mà tôi vẫn còn ở luyện thần kỳ trong. Thì cho nên cô không cố gắng hay sao? Nói như Lạc Nhi đã hấp thụ được tinh túy của phượng hoàng và lột xác thành công, thế thì thu dọn những thứ ở đây thì chúng ta tiếp tục đi sâu vào để tìm kiếm. Kỳ lạ, rõ ràng bên ngoài còn là ban ngày, nhưng mà ở đây lại biến thành ban đêm. Nghe cách nói của những người kịp trước thì xem ra đã đến nơi cần tới rồi. Lão đại à, phía trước chính là vũ trụ tinh không sao? Không đơn giản. Wow, lão đại à, miếng vân thiết này lớn như vậy, chúng ta có nên chuyến đó đi hay không? Đây tuyệt đối là một món đồ tổ. Không nói rèn lì được dụng cụ phòng ngự binh khí rồi, mà nếu như bán ra ngoài thuê cũng nhất định là sẽ rất có tiền. Lần khạng khạng à, miếng to như vậy cậu có thể lấy đi được sao? Khạng khạng, quay lại. Cẩn thận. Úi, hỗn nguyên thú. Ôi lão đại à, anh biết nói sao? Truyền thuyết là với vật nguyên khí vì phân hỗn độn là nhất, xuất hiện ở nguyên thủy khí thủy. Không ngờ đây lại còn có một con. Mọi người à, lui ra xa đi. Tên này có thực lực địa tiền sơ kỳ đấy. À, nhân loại đã làm phiền giấc ngủ si của ta rồi đó. Thì chết đi. Chết rồi. Lạc Nhi, cẩn thận.
Đây là sức mạnh của Phượng Hoàng ư? Không thể nào, tên đó đã chết rồi mà. Sức mạnh Phượng Hoàng này có tác dụng áp chế hổ nguyên thú cực mạnh. Là gì à? Hổ nguyên thú này sẽ lửa Phượng Hoàng trên người của em. Nhân lúc nó sợ thì lấy mạng của nó đi, dùng một kích toàn lực chém chết nó. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta mới dậy được có một phút thôi mà. Không hổ danh là chị dâu, nhanh như vậy đã đến bài được quái vật rồi. Hổ nguyên phú phụ trên trấn thủ bảo vật, có lẽ bảo vật lại đang ở gần đây, chứ ta tìm nhanh thôi. Wow, quả nhiên là quả hổ nguyên và đá thân hổ nguyên như trái ác quỷ vậy. Hổ nguyên lại có lượng lớn của linh khí thiên địa, có thể giúp cho vụ giả thế tận tù vi trong chốc lát. Mà đá thân hổ nguyên là chất liệu cực phẩm để chế tạo ra chân bảo. Chả trách đi mà lấy cứu người đến đoạt nó. Khang khang ngạo thiên à, lật nhìn quả hồng đồn này có thể giúp cho mọi người đột phá lên đến tận tự nguyên anh trong thời gian ngắn đấy. Nhưng mà tạm thời chỉ ăn một viên là được rồi, nếu như ăn nhiều quá thì cẩn thận nổ chết đấy. Wow, đột phá rồi. Ý, sao tôi Tại sao con mình ở lại ở luyện thần kỳ chỉ tiếp một chút nữa thôi mà. Khang khang, lấy khí tiến thêm một bước hồi phục. Nguyên đối với cậu mà nói chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi thấy vũ khí của các cậu có tình lực của các cậu đã không còn tương xứng rồi. Tôi sử dụng một phần đã hồn nguyên thay cho mọi người chế tạo đầu mới nhé. Phẩm giới này đã tới chân bảo cấp cao rồi. Đấu đến lực chiến đấu của mọi đấu đến lực chiến đấu của mọi người thăng thêm một cấp bậc. Quỳ cảm ơn lão đại. Đi chúng ta về thôi. 3 ngày sau, không có dinh là linh khí phục hồi trung kỳ, linh khí thiên địa lớn mạnh cộng thêm quả hồn nghiền trực tiếp giúp mình đột phá tới tu vi địa tiên sơ kỳ. Ôi lão ca, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến ngưỡng anh rồi. Cái tên này trên đường đi của nó mãi không ngừng à. Ai, tôi không nhớ gì mà cố gắng tu luyện đến ngưỡng anh cảnh đó. Câu lý chế đến ngưỡng anh trung kỳ rồi sao? Ai lão đại, bác gái đâu rồi? Mới sáng sớm đi ra ngoài rồi, có thể muốn hoạt động có thể một chút đi. Đây chính là một trong những học phụ mạnh nhất của họ quốc sao? Cái gì mà mạnh nhất chứ? Đến lúc đó đều phải quỳ dưới chân chúng ta. Cách ăn mặc của người này ở Đạo Quốc, sao bọn họ lại đến thành Bắc làm cái gì chứ? Còn biết, nhưng mà gần đây Hòa Quốc và Đạo Quốc không hòa thuận, có lẽ là không có chuyện gì tốt. Tần Hợp Thị thay Lý Cạch Sơn bảo tôi đến tìm học trưởng Từ Hàng. Nói học trưởng là đến phòng viện trưởng một chuyến, hình như là viện trưởng công ty Hợp Thị. Vừa nãy có mấy người của Đạo Quốc đến học viện, có thể là liền qua tới viện trưởng tìm hai người. Ừ, cảm ơn cậu. Kể đến công thiện, nếu như viện trưởng đã tìm chúng ta thì chúng ta phải đi một chuyến rồi. Lão đại à, tôi và Ngọc Long Ngạo Thiên cũng đi. Ây da ha. Các người là ai vậy? Không dịu người khác lừa thì sao? Gà mơ ở đâu vậy? Cút đi. Giấm bò. Wow, mạnh như thế sao? Ngộ, ngộ mà vững. Ôi là ngộ, xảy ra chuyện gì rồi? Có người gây chuyện à? Không vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phía trước có mấy người gọi đạo quá từ đây, đúng phải lão nhân, phu nhân té ở dưới đất. Tôi tức quá nên lý luận với bọn chúng thì đã bị đánh thành như vậy rồi. Từ Hạc không lẽ nào đi, chúng ta qua đó xem từ thế nào. Vừa nãy còn phải rất ngông cuồng hay sao? Sao thế? Chỉ có thực lực như thế này thì sao?
Ôi, cậu cũng quá đáng rồi đấy. Một người đã quốc lợi ở Học viện Thành Bắc bắt nào sinh? Tượng Hồ Quốc Thành Bắc, chúng tôi không có người sao? Có cường giả thì thử cứ đến đây hết đi. Tôi rất mong chờ một trận chiến, sợ rằng cái cậu không có người mà thôi. Dừng tay. Hòa là Tư Hạp trưởng, đánh bại người của Đạo Quốc đi. Nhìn cậu có vẻ rất mạnh đấy. Vừa hay tên phía trước quá yếu rồi, cậu đến làm đối thủ của tôi đi. Hàng Nhi cẩn thận. Còn bằng lĩnh thì cậu đến giết tôi đi nè. Chịu chết đi. Hả? Tự tạo nghiệp không thể sống. Phủ hộ. Đúng là màu mè, thiệt là màu mè mà. Phủ hồn thì ngon lắm sao? Đi sao? Sao có thể chú? Kết thúc rồi. Dừng tay. Nhưng mà đàn cúc hầy lại hết 386 phút.